Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Ai là người hôn Đàm Tùng Vận ngọt nhất? Ngoài nội dung và dàn diễn viên tham gia trong phim, những cảnh hôn cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thu hút khán giả, cùng điểm lại những nụ hôn gây bão màn ảnh Hoa ngữ của nữ diễn viên Đàm Tùng Vận. Là nữ diễn viên chuyên trị dòng phim Thanh Xuân, Đàm Tùng Vận thực chất có khá những cảnh hôn thú vị cùng bạn diễn nam, có cảnh vô cùng đặc sắc nhưng cũng có một số khoảnh khắc không được đánh giá cao. Cùng xem bạn diễn nào đã mang lại cảnh hôn hay nhất cho sự nghiệp của Đàm Tùng Vận. 1. Lâm Canh Tân, Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám là dự án phim nhạt nhòa nhất của Đàm Tùng Vận trong những năm gần đây. Không chỉ có hình tượng nhân vật nữ giám đốc không phù hợp, Đàm Tùng Vận còn thiếu kết nối với bạn diễn Lâm Canh Tân, dẫn đến cảnh hôn được đánh giá là tệ nhất của nàng Tiểu Hoa. Lâm Canh Tân gần như không tỏ ra có hứng thú khi khóa môi đàn em, ngược lại Đàm Tùng Vận cũng khá ngượng gạo khi đi tìm vị trí thoải mái nhằm hoàn thành cảnh quay. 2. Nhậm Gia Luân là dự án của Trang hiếm hoi của Đàm Tùng Vận đạt thành công lớn, Cẩm Y Chi Hạ có nhiều sạn với mức độ đầu tư khá thấp, thế nhưng điều đó không thể bạo biện cho phản ứng hóa học của cặp đôi chính. Thực chất Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận rất được yêu thích, thế nhưng cảnh hôn của cả hai trong phim lại không xuất sắc đến thế, thậm chí nhiều khán giả còn cảm thấy nó dạ chân đến mức cứ như Nhậm Gia Luân đang lợi dụng góc quay để hôn dạ, trong khi Đàm Tùng Vận thì cứng đờ cả người. 3. Trung Hán Lương bước sang một dự án của Trang khác là Cẩm Tâm Tượng Ngọc, Đàm Tùng Vận đã có những cảnh thân mật đáng xem hơn. Rất may đối diện với cô là bậc thầy cảnh hôn Trung Hán Lương với tình sự không thể nào bùng lộ hơn trên màn ảnh. Một trong những phân cảnh đáng nhớ của cả hai là khi Từ Lệ Nghi trao cho Thập Nhất Nương nụ hôn đầu sau bao hiểu lầm không đáng có. Đàm Tùng Vận đã bị Trung Hán Lương hôn ngầu nghiến mạnh liệt, sau đó là màn động phòng chấp nhóm của đôi nam nữ. Đây có thể xem là cảnh hôn tương đối ổn, dù rằng phản ứng cặp đôi của cả hai trong Cẩm Tâm Tự Ngọc không thể xem là xuất sắc. 4. Vương Khải trong bộ phim Hướng Gió Mà Đi, Đàm Tùng Vận đã gây ấn tượng với hình tượng nhân vật trưởng thành, thực tế. Trình Tiêu là một cô gái mang đầy khát khao, chủ động trong mọi chuyện, trong đó có cả tình yêu. Sau bao nhiêu sóng gió, bản thân cô đã khẳng định được lòng mình với cố Nam Đình. Cạnh Đàm Tùng Vận và Vương Khải hôn nhau dưới trời đêm, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc khiến khán giả vô cùng thích thú. Vương Khải là bạn diễn khá tinh tế khi giúp Đàm Tùng Vận có tư thế hôn thoải mái và bản thân nàng Tiểu Hoa cũng rất chủ động hưởng ứng. 5. Hứa Ngụy Châu cho đến hiện tại, nụ hôn của Đàm Tùng Vận cùng bạn diễn Hứa Ngụy Châu trong Phố Ma Dương Thân Yêu vẫn được xem là đặc sắc, mạnh liệt nhất. Cả hai đã gây ấn tượng từ giây phút đầu tiên với màn khóa môi đầy mạnh bạo dưới mưa. Hứa Ngụy Châu là người cầm lao, dẫn dắt bạn diễn nữ cuốn theo bầu không khí. Đàm Tùng Vận cũng cho thấy hình ảnh nội loạn hiếm có, thế nhưng vẫn tràn đầy khí chất tuổi trẻ. 6. Tịnh Bách Nhiên phim Quy Lộ do Đàm Tùng Vận, Tịnh Bách Nhiên đóng chính là bộ phim ngôn tình thu hút nhiều sự quan tâm nhất lúc này. Sau khi lên sóng, Quy Lộ được khán giả hoan nghênh bởi phản ứng hoa học cực ngọt đến từ Tịnh Bách Nhiên, Đàm Tùng Vận. Không chút ngại ngùng, Đàm Tùng Vận, Tịnh Bách Nhiên ôm hôn nhau khá nhiều lần. Sự tự nhiên đắm đuối mà các diễn viên dành cho nhau khiến netizen không khỏi đỏ mặt. Mới đây, ekip sản xuất Quy Lộ tiếp tục tung ra cảnh quay giường chiếu sọc mùi 18+ đến từ cặp đôi vai chính. Đầu tiên, Lộ Viêm Thần, Tịnh Bách Nhiên và Quy Hiệu, Đàm Tùng Vận ôm chầm lấy nhau và tiến vào phòng ngủ. Lộ Viêm Thần nhanh nhạo đóng cánh cửa rồi đẩy người yêu lên giường. Sau đó Viêm Thần, Quy Hiệu tiếp tục hôn môi say đắm. Cặp đôi cứ thế chìm trong thế giới tình yêu chỉ có hai người mà chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.